Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thường kỳ tháng 7 năm 2019 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các sở ngành địa phương cần bám vào các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, xác định những điểm nghẽn, vướng mắc để có giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, có giải pháp cụ thể để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm của tỉnh. Cho ý kiến vào 3 tờ trình dự thảo quyết định về ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh, quy định giá dịch vụ xe chở hàng vào chợ để kinh doanh, dịch vụ bảo vệ và dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh, tờ trình dự thảo quyết định về quy định cơ cấu tổ chức đài phát thanh truyền hình tỉnh. Các đại biểu thống nhất nhận định sự cần thiết phải ban hành, xác định được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các văn bản đảm bảo thể thức, tính pháp lý theo quy định. Tuy nhiên, một số ý kiến góp ý về cơ cấu tổ chức đài phát thanh truyền hình tỉnh phù hợp với lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình đến năm 2020 của chính phủ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào hai dự thảo báo cáo về kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 36 ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao đến tháng 7 năm 2019. Các đại biểu đã cơ bản thống nhất đối với các nội dung được trình bày. Qua 5 năm thực hiện, hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai 134 chương trình dự án, viện trợ phi dự án do 50 tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết là trên 28 triệu đô la Mỹ. Mặc dù các dự án có nguồn kinh phí không lớn, nhưng thông qua cách tiếp cận trực tiếp với người dân, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, sinh kế, nên đã phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống của người dân. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 25 tháng 7 năm 2019. Đối với tổng số 2.090 nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành địa phương, trong đó có 1.125 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 965 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm tới tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước rất chậm. Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2019, tỷ lệ giải ngân mới đạt 37,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án quan trọng của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh các tờ trình dự thảo báo cáo. Đối với vấn đề giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng của tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị. Mô hình tăng trưởng chúng ta là hiện nay là dựa trên vốn là chủ yếu. Hôm trước tôi đã họp với tổ công tác rồi, tôi chỉ ra chúng ta tăng trưởng vào cái gì. Nó tăng trưởng vào cái đó là chúng ta hãy bắt tay tác động vào nó thì mới ra được. Thế cho nên là tôi đề nghị cho văn phòng tổ công tác ấy, các đồng chí lần sau các đồng chí là tổng hợp mấy dự án lớn vào, xem tiến độ đến đâu, nó mắc ở đâu, nó mắc ở trung ương hay là mắc tỉnh, mắc ở sở nào thì chỉ luôn, và địa chỉ như thế. Thế còn báo cáo giải ngân chúng ta chỉ nêu một con số là nó bao nhiêu phần trăm, tiểu là chỉ biết thực trạng nó như vậy, nhưng mà nguyên nhân của nó chưa biết, đúng không ạ? Không biết. Đấy, chỉ thấy tình hình nhưng mà không biết nguyên nhân và giải pháp không có. Đấy. Thì mấy cái dự án lớn thì nó sẽ quay đầu tư tổng hợp rồi, trong cuộc họp tiếp theo các ông chí tổng hợp vào. Đấy, và rất nhiều nhiệm vụ hiện nay vẫn chưa tổng hợp vào trong cái này. Thì có lẽ là vì sự nghiệp chung của tỉnh, chúng ta phải làm như vậy. Và báo cáo chúng ta phải nhằm vào để hoàn thành các cái chỉ tiêu đại hội, không thể xa rời được. Chúng ta ra chương trình hành động để làm gì, chúng ta ra các đề án làm gì, không thể lãng quên được. Phải sát và phải bám vào. Đấy, cho nên là cái cường độ làm việc sẽ cao thì mới hoàn thành được. Còn sắp tới các dự án, kể cả giải phóng mặt bằng như anh Dũng nói, rồi kể cả các dự án lớn là sẽ chúng ta sẽ có kiểm điểm định kỳ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt 5.000 tỷ đồng đến năm 2020, nhất là giải pháp đạt 5 chỉ tiêu dự kiến khó đạt trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Đề nghị các sở ngành tham mưu cho tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính phủ điện tử, xử lý văn bản đi, văn bản đến, hướng tới thực hiện các cuộc họp không giấy tờ.